Đại chiến trên đất Nhật, TikToker Snoopy bị chủ shop người Việt cấm cửa vì làm điều này. Mới đây, sau khi nghe lời tâm sự từ một chủ shop tại Nhật rằng mình là người Việt Nam duy nhất trên đất Nhật mà được yêu quý nhiều đến như thế này. TikToker Snoopy đã thu xếp một buổi để tới trải nghiệm mua sắm tại thiên đường đồ Việt với mức giá khá phải chăng và review lại. Anh chia sẻ khi bước vào quán không hề được chào hỏi, sản phẩm trong shop rất lộn xộn, một số món hàng không có tem mác. Bên cạnh đó, mì gói cũng không đa dạng. Khi thanh toán thì nhân viên không hỏi khách có sử dụng túi ni lông hay không mà tự lấy cho khách và tính tiền cả túi. Theo Snoopy, điểm sáng duy nhất của cửa hàng chính là khu vực bán giò, được bày trí gọn gàng và đa dạng các món giò. Để kiểm chứng điều này, Snoopy đã mua một vài sản phẩm tại shop rồi sang shop khác để mua lại những sản phẩm tương tự và thấy giá cả chênh lệch nhiều. Tuy nhiên, shop đó lại bày trí vệ sinh, ngăn nắp, cái nào ra cái nấy, nhìn rất thích mắt. Ngay sau khi xem được quan điểm cá nhân của Snoopy, chủ shop đã lập tức phản pháo lại trên kênh cá nhân và bên cạnh đó còn in ảnh anh chàng ra rồi dán lên cửa kính, thông báo với toàn bộ nhân viên trong hệ thống rằng khách này cửa hàng từ chối tiếp đón. Lúc coi các clip của Snoopy, tôi đã nghi thế nào em ấy cũng bị chửi cho coi. Nhưng mà em ấy rất thẳng thắn đưa ra những cái bất ổn cho cộng đồng mạng, chứ không phải cho riêng chủ tiệm, nên có vẻ bà ấy cay đây nè. Người kinh doanh khôn họ sẽ cảm ơn và điều chỉnh lại cửa hàng. Người kinh doanh không có trí khôn sẽ chửi khách ra rã. Nói chung, tự nhận mình là nhất ở trên mạng xã hội thì cũng phải lường trước có những thành phần đến để xem cái nhất đấy nó như thế nào. Còn không thì ai rảnh đâu mà đi đánh giá. Ủa, ông này review bình thường mà, cuối clip còn nhấn mạnh đây chỉ là một cửa hàng trong chuỗi và còn bảo mọi người đến các cửa hàng còn lại để tự trải nghiệm. Còn các bạn nghĩ sao về màn đại chiến trên đất Nhật này của Snoopy và chủ shop? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.